Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thu Huyền Nguyễn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho mọi người một loại kem dưỡng mà gọi là kem dưỡng quốc dân của Hàn Quốc, được rất là nhiều người tin dùng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó là kem dưỡng V7 Tonilai. Đây, kem dưỡng V7 Tonilai nha, một cái hãng mỹ phẩm lớn của Hàn Quốc nha mọi người. Thì mọi người yên tâm về chất lượng cũng như là cái xuất xứ. Kem V7 Tonilai Dr. Z cộng là một loại kem dưỡng cao cấp, giá mềm dành cho các cô nàng muốn có làn da trắng hồng, tươi tắn, vừa muốn có một cái lớp nền trang điểm tự nhiên mà không mất nhiều thời gian. Chất kem mịn màng, thẩm thấu nhanh, không gây bết rít, giúp làm trắng hồng và kích thích sản sinh collagen dưới da, làm cho da căng bóng và trẻ trung, lúc nào cũng xinh xắn. Người cũng thấy là hộp kem V7 á, bên ngoài nè, nó sản xuất rất là kiểu sang chảnh nè, cái hộp nè, hộp kem trong suốt và nhìn thấy cái kem bên trong luôn nè đó. Và cái hộp này là hộp mini nha mọi người, cái hộp bự nữa, nhưng mà mình chỉ chia sẻ về cái sản phẩm mini thôi, tại vì giá thành rẻ mà xài cũng lâu. Với dung tích là 15ml thì một hộp như thế này mình xài từ 3 tới 4 tháng nha mọi người. Ở hộp á, mọi người ấn tượng có một cái logo hình trái táo này hả mọi người ha. Sản phẩm này á, cũng có rất là nhiều cái thành phần, nhưng mà mình sẽ nói riêng về những cái thành phần điển hình của sản phẩm ha. Đầu tiên là thành phần niacinamide. Đây là một cái hoạt chất làm trắng mà có rất nhiều trong mỹ phẩm, và nó là gọi là một trong những cái chất vàng làm cho da ngày càng trắng lên một cách tự nhiên và làm sáng da. Cái thứ hai nữa là vitamin B làm chống lão hóa và làm dịu da. Thứ ba nữa là vitamin E, đây là một cái loại vitamin rất là tốt cho da, nó làm chống lão hóa, cung cấp ẩm và làm mịn da, căng bóng da. Và đặc biệt trong cái loại kem này á, có hoạt chất là Korean Chai Water. Đây là một cái thành phần mà nó cung cấp nước cũng như là độ ẩm trong cái kem để làm cho da của mình thêm là căng bóng mịn màng. Ngoài ra còn có thành phần là qua chay, đây là một cái thành phần làm nâng tông da và nó làm trắng da. Ngoài ra còn cái những cái thành phần lành tính cho da nữa. Khi mà sử dụng một cái loại kem dưỡng nào đó thì mọi người cũng phải nên là tìm hiểu là kem đó có hợp với mình không. Thì qua cái bảng thành phần của kem V7 này thì mình thấy thành phần của kem V7 này thực sự là rất là lành tính, phù hợp với tất cả mọi làn da, kể cả là da nhạy cảm hoặc là da đang bị nhiễm corticoid ha. Nó giúp tái tạo da, là phục hồi da rất là tốt, phục hồi ở những làn da bị mỏng, yếu, đỏ. Kem này nó làm trắng hồng, ngoài ra thì nó còn có mắt cúp da, làm cho da cho mình kiểu ai mà thích kiểu mắt cúp tự nhiên thì mình có thể xức một lớp kem này lên, sau đó mình xức chống nắng lên rồi thoa một tí son là có thể là làn da của mình trông là thêm rạng ngời, trắng trẻo hơn ha. Giá thành của hộp kem V7 này á, thì giá thành cũng khá là bình dân chứ không phải là quá mắc, quá đắt đi nha mọi người. Còn loại lớn á, thì hàng phay rất là nhiều, cho nên là khi mà mua hàng thì mọi người cũng nên cân nhắc kỹ và kiểm tra kỹ trước khi mua để mua tránh hàng giả nha. Bây giờ thì mình sẽ test kem V7 lên da của mình cho mọi người xem nha. Đó, mọi người tán ra. Nó sẽ có hiệu ứng căng bóng da nè mọi người. Đó, và nó sẽ mắc cúp nhẹ trên da của mình luôn. Đó. Khi mọi người thoa lên thì mọi người không cần phải đánh kem nền hay là mắc cúp gì nữa, chỉ cần mình đánh một lớp một ít kem lên thì da của mình sẽ căng bóng và trắng mịn. Mọi người yên tâm nha, kem V7 này là một loại kem có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và là một cái thương hiệu lớn bên Hàn Quốc, cho nên là mình an tâm khi mà sử dụng kem này nha, không sợ là kem trộn. Video hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ ngắn gọn về một cái kem V7 này. Đây là một loại kem quốc dân mà dùng để dưỡng da, dưỡng trắng. Nếu mà ai thích làn da trắng, mịn màng thì nên là
tạo ngay một em kem V7 này sử dụng nha. Mọi người thấy hay, video hay thì mọi người chia sẻ cũng như là bấm like video để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Rồi bye bye mọi người.